Giải mã hiện tượng vòi rồng lửa ma quái của tự nhiên. Vòi rồng lửa, còn được gọi là quỷ lửa hay xoáy lửa không phải là hiện tượng hiếm. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được ghi nhận trong các tài liệu khoa học. Đó là nhận xét của Jason Fortofer, một kỹ sư chuyên nghiên cứu về hỏa hoạn của cơ quan quản lý rừng bang Montana, Mỹ. Vòi rồng lửa xuất hiện khi không khí nhiễu động mạnh ở khu vực có nhiệt độ cực cao như đám cháy rừng và tạo nên gió xoáy. Những luồng gió xoáy đó có thể hút những khí có thể cháy và các loại vật chất đang cháy vòi rồng lửa gồm một lõi, nơi thực sự bốc cháy, và vùng khí xung quanh lõi. Vùng khí xung quanh luôn xoay tít và cung cấp khí oxy cho lửa. Lõi của một vòi rồng lửa điển hình thường có đường kính từ 0,3 đến 0,9 mét và chiều cao từ 15 đến 30 mét. Nhưng trong những điều kiện thuận lợi, theo Photopher, chiều rộng lõi của vòi rồng lửa siêu lớn có thể lên tới vài chục mét, còn chiều cao đạt tới hơn 300 mét. Nhiệt độ bên trong lõi của vòi rồng lửa có thể lên tới 1093 độ C đủ nóng để đốt cháy bụi mà gió hút lên từ mặt đất. Gió được tạo nên bởi vòi rồng lửa cũng có thể gây nguy hiểm. Những vòi rồng lửa lớn có thể tạo ra những cơn gió có tốc độ lên tới 160 km h đủ lớn để quật đổ cây cối. Vòi rồng lửa có thể tồn tại khoảng 1 giờ trở lên và con người không thể dập chúng bằng các biện pháp trực tiếp. Để dập tắt hoặc làm giảm sức mạnh của vòi rồng lửa chỉ có một cách duy nhất chính là loại bỏ được nguồn cung cấp khí oxy cho vòi rồng.